Để khi tu tập cái này phải đạt cho được chất lượng hoàn toàn, sớm trưa chiều tối khuya, trời mưa cũng đạt được mà trời nắng cũng đạt được, trời lạnh cũng đạt được mà trời, bởi vì thời tiết nó ảnh hưởng đến cái sự nhiếp tâm của chúng ta. Nếu còn lưu ý trên cái vấn đề đó, không phải là nhiếp tâm mà chúng ta nó thường đâu, nó cả nhiếp phục cả cái không gian của chúng ta đang ở nữa, đang xung quanh chúng ta đó. Nếu mà cái không gian của chúng ta đang có ác pháp thì cái sự nhiếp tâm chúng ta sẽ bị lui. Cho nên ví dụ như bây giờ mấy con ngồi trong cái thất này tu mà cái thất kia nói chuyện thì mấy con nó khó nhiếp tâm lắm đó, nó không đơn giản đâu, bởi vì nó ảnh hưởng của cái môi trường đó. Cho nên nói tôi nhiếp tâm sao lại bữa nay không đạt được, là hai cái người kia ngồi nói chuyện. Nó thí dụ như bây giờ đó, mấy con nhiếp tâm mà thấy có hai người ngồi bên hông này, người ta ngồi nói chuyện, mà mình muốn nhiếp được đó, thì chỉ có pháp như lý dẫn nó thôi, chứ còn mấy con thả lỏng, mấy con chỉ để hơi thở ra vô là nó chỉ duyên qua cái lời nói chuyện của cái hai người kia. Nói thì mấy con thấy thầy nói từ cái thời tiết nóng lạnh thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự nhiếp tâm của chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta nhiếp tâm trong cái thời mưa gió nóng lạnh như thế nào, thời tiết thay đổi như thế nào, chúng ta nhiếp tâm vẫn được hết, tức là làm chủ. Đó là cái thức chúng ta tu làm chủ được cả không gian của chúng ta đang sống, cả cái thời gian chúng ta đang tu. Buổi sáng có thể nhiếp được mà buổi chiều có thể nhiếp không được, mấy con lưu ý điều đó. Buổi khuya có thể nhiếp được mà buổi tối có thể nhiếp không được. Chứ không phải nói là tôi nhiếp hồi nào cũng được đâu, không phải đâu. Cho nên vì vậy mà phải rõ ràng là chúng ta nhiếp, không phải nhiếp nội cái tâm của chúng ta ra tâm, mà nhiếp các pháp, nhiếp thời tiết. Như vậy rõ ràng là chúng ta nhiếp phục cả cái quy luật của nhân quả. Bởi vì có nắng mưa gió bão, có tất cả mọi cái đều là bị quy luật nhân quả đang điều khiển vũ trụ. Cho nên một người nhiếp tâm là nhiếp cả vũ trụ, chứ không phải nhiếp có cái tâm của chúng ta không. Các con hiểu chưa? Cho nên nó đâu phải đơn giản, nó không chỉ vậy mà gọi là nhiếp tâm không vọng tưởng là một điều khó chứ không phải dễ. Tập cho kỹ lưỡng hẳn rồi thì chúng ta mới làm được, không kỹ lưỡng là không làm được. Mà nhiếp được nó mới có sức định tĩnh. Thầy nói như một cái cây kia nó có cái rễ bàn mà nó không có đuôi chuột thì gió bão sẽ đổ cây đó liền tức khắc. Mà chúng ta tu tập một cái người mà ác pháp tác động nó mà nó không lay động được đó, thì nó nhờ cái sự định tĩnh của nó. Nếu nó không định tĩnh là nó cũng bị dao động, nó cũng bị tức giận liền tức khắc. Đó, cho nên vì vậy mà cái sự định tĩnh nó rất quan trọng. Cho nên tại sao chúng ta tu thiền định? Thiền định nó mới có cái sự định tĩnh, nó mới có cái định lực, cái nội lực của chúng ta. Còn không tu thì không bao giờ có. Mà tu chứ đúng, chứ không phải là ngồi nhiếp tâm cho hết vọng tưởng là đúng. Bởi vì cái mục đích chúng ta là mục đích phải diệt tham sân si. Mà tham sân si còn thì định tĩnh không còn, không bao giờ có. Nói cho nên tham sân si mà cái người đó tham si thì nhiếp tâm chỉ có ức chế thôi, chứ còn hoàn toàn là họ không phải tham si. Do đó định tĩnh đó là định tĩnh tưởng, không thể định tĩnh chánh tịnh của đạo Phật. Nói thầy hôm nay thầy nhắc cho các con thấy trên cái sự tu tập nó phải tu tập như thế nào đúng mà như thế nào sai. Hầu hết thầy nói các pháp hiện bây giờ mọi người đang tu ở trên cái thế gian này mà nói về tôn giáo và nói về phương pháp tu đều là lọt vào cái thế giới tu tập nhiếp tâm ức chế để mà có cái định tĩnh của nó. Mà cái định tĩnh đó là định tĩnh tưởng chứ không phải định tĩnh thật. Cho nên dù có thần thông, dù có này kia, tâm tham hay si, người đọc cũng vẫn chưa hết. Cho nên chỉ có con đường duy nhất của đạo Phật mới giúp chúng ta ly dục ly pháp, tức là lìa cái tâm tham sân si chúng ta để đạt được cái chánh định. Cái chánh định không có tham sân si, chứ không phải chánh định mà còn tham si. Ngoại đạo là còn tham si mà tập tu chánh định. Đó là cái đó. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên phước mà chúng ta tu tập đúng thì chúng ta phải nỗ lực để thực hiện cứu lấy mình. Không ai cứu mình bằng chính bản thân mình. Cứu tâm mình là không giận hờn phiền não. Cứu thân mình là không bệnh tật, đuổi bệnh ra khỏi thân, làm chủ được sự sống chết. Đó là cái mục đích của chúng ta. Chứ chúng ta không có tập luyện để có tam minh lục thông, để có thần thông biến hóa, để làm cái trò ảo thuật thiên hạ, thì chúng ta hoàn toàn là không chấp nhận gì đó. Chúng ta là những người đệ tử của Phật, là phải tu tập đúng theo phương pháp của Phật. Thank you.